Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Ngày nay kinh tế xã hội đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của người dân qua đó cũng được cải thiện, song vấn nạn trộm cắp vẫn hoành hành, gây nên nỗi ám ảnh cho người dân. Nhắc đến trộm cắp, thường mọi người sẽ nhớ ngay đến những sự mất mát giá trị về vật chất, sự táo tợn manh động của kẻ trộm. Thế nhưng có những phi vụ trộm cắp lạ lắm, ô dề lắm. Sinh ra làm kẻ trộm nhưng mà bố mẹ lại bắt đi làm diễn viên hài. Cứu tôi. Cứu tôi, tài ơi. Điên trộm mà xui xẻo gặp ngay phải vợ chồng cùng chiến như thế này, tên trộm xe máy chỉ có nước ba chân bốn cẳng chạy vội còn kịp. Mới đây, cư dân mạng đã được dịp cười nghiêng ngả khi mà xem đoạn clip ghi lại cảnh một tên trộm vứt bỏ xe máy chạy trối chết khi mà bị cặp vợ chồng chủ nhà cùng truy đuổi. Cụ thể là tên trộm đang trộm chiếc xe máy trước cửa và chuẩn bị phóng đi thì bất ngờ bị chủ nhà phát hiện lao ra truy đuổi. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông lao ra, tên trộm vội vàng vứt lại chiếc xe máy rồi bỏ chạy. Tuy nhiên khi mới chạy được vài bước, hắn đã bị trượt ngã lên trượt ngã xuống đường. Thấy chủ nhà tiếp tục đuổi theo, tên trộm hoảng sợ vội vàng đứng dậy bỏ chạy rồi nhảy lên xe của đồng bọn. Điều khiến cho người xem phải bật cười là do cú nhảy bị hụt cho nên là tên trộm đã bị kéo lê lết trên một đoạn đường dài. Chắc là anh chồng chủ nhà nhìn thấy sự chật vật của kẻ trộm nên là có ý định tha cho hắn. Thế nhưng khác hẳn với hành động của người chồng, chị vợ rất máu chiến tham gia đuổi theo tên trộm. Trên tay vẫn còn cầm sẵn một chiếc mũ bảo hiểm để ra đòn bất cứ lúc nào. Thấy sự máu chiến của vợ, lo sợ nguy hiểm, người chồng đã chạy theo ngăn cản. Sau một hồi chật vật lê lết, cuối cùng tên trộm đã chạy thoát an toàn. Được biết là vụ trộm hụt này xảy ra ở khu vực quảng trường thành phố Bắc Giang. Diễn biến sự việc được camera của gia đình ghi lại. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được hơn 100.000 lượt thích và rất nhiều bình luận tương tác về hành động của hai vợ chồng chủ nhà. Anh chồng thì tha nhưng chị vợ thì quyết truy đuổi hết mình luôn, quá ngầu. Chị mà đuổi được thì tên trộm ăn liên hoàn mũ bảo hiểm. Nhìn chị vợ là biết nóc nhà này cao cỡ nào rồi. Biết đây là vụ trộm mà sao buồn cười quá, tên trộm thì ngã đến 3 lần liền. Xem xong đoạn clip, người xem không biết nên bức xúc hay là thương xót cho tên trộm xe máy xấu số này đây. Đi trộm mà hụt như thế này thì chắc sớm bỏ nghề quá. Trộm bỏ xe đạp để cuỗm xe máy và cái kết đầy hài hước. Cũng là đi trộm mà trộm này lạ lắm, thích đi ăn trộm mà không quên tấu hài. Đang đi dạo, máu trộm cắp bỗng dưng nổi lên, nam thanh niên bỏ cả xe đạp xịn của mình để lấy xe người khác. Không biết là sau khi trộm được xe của người khác thì có quay lại lấy xe yêu của mình không nhỉ? Cụ thể là trong clip, một nam thanh niên đội mũ phớt đang đạp xe thong dong trong một con hẻm. Sau một hồi đạp xe đầy thư thái, tên trộm này bỗng thấy có một chiếc xe máy để tơ hơ trước cửa nhà. Máu tham ngay lúc đó đã nổi lên, thanh niên này đã lẻn vào nhà dân trộm đi xe máy và bỏ lại chiếc xe đạp của mình. Trong khi chiếc xe đạp khá xịn, kiểu dáng thể thao và khá đắt tiền. Điều đáng nói là thanh niên này khá nghiệp dư khi không thể nổ máy xe mà chỉ biết dắt bộ tẩu thoát. Sự việc xảy ra tại Bình Dương và đã được camera giám sát gia đình ghi lại. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại vụ trộm đã nhanh chóng nhận về nhiều sự tương tác từ phía cộng đồng mạng. Sự hài hước của đoạn video khiến cho người xem phải để lại bình luận. Sinh ra đã là kẻ trộm nhưng bố mẹ bắt đi làm diễn viên hài hả anh trai? Trộm này lạ quá, cười sảng anh trai, chắc vô tình đi qua rồi máu trộm nổi lên rồi. Sao lại bỏ lại xe đạp của mình vậy anh ơi? Phải dắt cả hai xe theo chứ? SOS giải cứu tên trộm, trộm này tấu hài quá. Video clip có thể được coi như là một câu chuyện hài hước để giải trí cho người xem, nhưng qua đó ta vẫn nhận ra câu chuyện bài học cho sự thiếu cảnh giác, lơ là của người dân khi để tài sản giá trị hớ hênh trước cửa nhà. Vì thế, mỗi người dân cần luôn đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, không để xe máy sơ hở trước cửa nhà, phòng trọ, hàng quán mà không có người trông coi để giảm thiểu các trường hợp mất trộm xe máy. Ủa? Cái gì vậy? À, dám trộm xe máy của bản cô nương à, các người tới số rồi. Ai bảo để con gái là phi mỹ nết na? Con gái nhiều khi cực chất, đặc biệt là chồng phà bắt trộm này. Đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái liều mình lao vào tên trộm đang dắt xe máy,
khiến cho hắn hoảng sợ bỏ chạy, gây bão mạng xã hội ngay khi clip vừa đăng tải. Theo đoạn clip do camera cửa hàng ghi lại, vào khoảng hơn 19 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2021, có hai người đàn ông đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè và dừng lại trước cửa một quán ăn. Một người xuống xe đi vào khu vực để xe của khách, rồi khoảng 20 giây sau ngồi trên một chiếc xe máy lùi ra ngoài. Bỗng nhiên người còn lại trên xe máy rồ ga bỏ chạy. Và tiếp theo ngay sau đó xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc váy yếm bò, áo trắng, phi thân từ trong nhà bay qua xe đạp trúng tên trộm. Quá bất ngờ và hoảng sợ, tên trộm đã co giò bỏ chạy. Cô gái lập tức chạy chân đất đuổi theo, nhưng không kịp nên quay lại cùng với người trong nhà kiểm tra lại chiếc xe máy suýt bị mất trộm. Điều khiến cho cộng đồng mạng không ngớt trầm trồ thán phục đó là bản lĩnh của cô gái trong đoạn clip trên. Dù mặc váy bị vướng chân rất nhiều nhưng mà cô vẫn kịp thời ngăn cản tên trộm. Và khi mà đã ngã xuống thì một tay cô gái vẫn cầm rất chắc chiếc điện thoại. Ngay khi đoạn clip đăng tải thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và nhiều bình luận để khen ngợi cô gái. Chị mới dùng một tay nhá, tay kia bận cầm điện thoại rồi. Chị mà xài cả hai tay ấy, thì không biết là răng môi có lẫn lộn nữa không. Đỉnh đấy, cú nộ long cước hơi lỗi một tí nhưng mà vẫn chất lắm. Phải chi mà chị mặc quần ấy, thì chúng ta đã có một video đỉnh cao hơn nữa rồi. Quả song phi chưa chắc nhiều anh em đã dám làm như chị, trong đó có tôi. Thích yêu những người phụ nữ mạnh mẽ vậy nè. Dân nhà nghề té đẹp đúng thế, nếu không có nghề thì gãy tay hoặc gãy xương đòn vai. Đẳng cấp, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, phải mình cũng sẽ như chị này. Quả là pha song cước của cô gái khiến cho hai tên trộm xe máy điêu đứng. Trước những vụ trộm cắp không phải cô gái nào cũng có thể mạnh mẽ chiến đấu như vậy. Tên trộm trong clip ta có thể thấy là chúng không quá hung tợn và mang theo hung khí nguy hiểm nên cô gái có thể ứng phó. Với trường hợp nguy hiểm hơn, trước hết người dân cần bảo vệ tính mạng của mình, sau đó hô hoán to cho những người xung quanh để bọn trộm sợ hãi. Cần hợp sức với vài ba người để xử lý vụ việc và báo ngay cho cơ quan lực lượng chức năng, tránh tình trạng giằng co tranh chấp một mình gây nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc chạy marathon cười chảy nước mắt của những tên trộm. 1, 2, 3. Trộm ơi, chạy làm gì? Về là về với xóm đi nào, về là về với nhau. Đi ăn trộm có lẽ là một bộ môn mạo hiểm và những người bắt trộm là một nghệ sĩ. Đây có lẽ là tên trộm đen đủi nhất khi mà đang hành nghề thì bị cả xóm truy đuổi. Một đoạn camera an ninh ghi hình ảnh tình huống bắt trộm hài hước của người dân một khu phố. Mở đầu clip, hai thanh niên ăn trộm xuất hiện với bộ dạng hớt hải, vứt cả xe máy đã trộm được ở giữa đường để thoát thân. Tên trộm đen đủi bị người dân xung quanh truy đuổi giáo giết. Có lẽ ngoài nhiệt tình thì những người đàn ông trong xóm còn như đang chơi mèo vần chuột với tên trộm. Trông mặt ai cũng rất là vui tươi, hăng hái, tạo nên một cuộc chạy đua marathon đầy hài hước. Không chỉ là người đi xe máy mà cả những người đi bộ xung quanh, dù không hiểu chuyện gì, vẫn cũng đồng lòng hợp sức bắt trộm. Nhìn tên trộm chạy ráo rác hoảng sợ trong sự vây bắt của 5-6 người đàn ông khiến cho người xem cũng phải than ôi, thật là đáng thương cho kẻ trộm. Clip kết thúc mà chưa rõ hồi kết, dù là clip bắt trộm khá nguy hiểm, nhưng vẻ bối rối của những người đàn ông lại khiến cho nhiều người xem tủm tỉm cười. Dù sao các bác ấy cũng rất dũng cảm, đoàn kết là sức mạnh mà. Với lại sự việc xảy ra bất ngờ nên họ bối rối cũng đúng thôi. Tài khoản Gia Hân bình luận. Cả xóm cùng đồng lòng hợp sức những tên trộm này chạy thoát sao nổi. Tài khoản Bình An bình luận. Đúng là đi ăn trộm là một môn mạo hiểm và người bắt trộm là nghệ sĩ. Trộm này đốn quá, ha ha. Tài khoản Phương Nga bình luận. Sau khi video xuất hiện trên mạng xã hội đã có rất nhiều bình luận để lại, đa phần mọi người đều cười lăn cười bò trước tình huống bắt trộm đầy hài hước. Nhưng thực tế thì hiếm có trường hợp như trong video, nên là mỗi người dân luôn cần đề phòng cảnh giác, trang bị cho mình những phương tiện đi lại ít nhất là 2 ổ khóa, khóa chống trộm xe máy, khóa càng, khóa chữ U, nên lắp đặt thêm các thiết bị chống trộm định vị trên xe để phòng ngừa mất trộm và hỗ trợ tích cực việc điều tra khi bị mất xe. Thân ăn trộm như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Số phận đi ăn trộm cũng hẩm hiu lắm các anh chị em ạ. À. Trộm phải chiếc xe máy hỏng á, tên trộm chỉ biết bơi chân trên đường trong màn đêm tối. Thời gian gần đây mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trộm xe máy táo tợn mà không kém phần hài hước ở phường 17 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là anh HTL 23 tuổi ngụ tại phường 17. Theo đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 2023, một nhóm thanh niên chạy xe máy đến khu vực nhà anh L ở một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ phường 17.
Sau đó thì có hai nam thanh niên đi bộ vào căn nhà nơi anh L để xe rồi phá ổ khóa cửa cổng, trộm đi chiếc xe máy. Người nhà của anh L sau đó đã trình báo công an phường 17. Theo nạn nhân, căn nhà nơi để xe là của một người thân khác. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người thân bên trong. Chiếc xe được anh mua trả góp gần 50 triệu đồng hồi cuối năm 2018. Xe được anh L để ngoài sân nhưng bị hư từ lâu nên không thể nổ máy. Kẻ trộm phải dùng hai chân để bơi xuống đường để mà di chuyển. Có lẽ tên trộm cũng vui sướng hí hửng lắm khi trộm được chiếc xe máy ngoài sân dễ dàng. Nhưng mà hành trình bơi chân trên mặt đường trong đêm tối của hắn thì còn xa và dài lắm. Sự việc là lời cảnh báo với các hộ gia đình cần trang bị ổ khóa kiên cố, chắc chắn, chống cắt phá khóa ở cổng, cửa nhà. Trước khi đi ngủ hay là đi ra ngoài cần kiểm tra kỹ lưỡng các cửa trong nhà, nên lắp thêm camera quan sát hay là nhờ người xung quanh trông coi giúp khi vắng nhà để nắm được tình hình ngôi nhà lúc không có người. Vâng, những video chúng tôi gửi đến quý vị là bài học cảnh giác với nhiều người trong cuộc sống. Quý vị nghĩ sao về những vụ trộm cắp xe máy đầy hài hước này? Đừng quên để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.